chiều cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ. Jack ngả lưng và nói đầu đau và chiều cùng tiếp tục nghe lần. Lúc đó anh chắc liền nói và chiều hãy nắm tay anh và đứng dậy. Vui dẹp bụi đi mình sẽ không sao, hãy tiếp tục mình lấy nước. Jack và chiều cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ. Mang nước sợi trong bể cho mẹ yêu, cảm ơn các con mẹ rất nhiều. Jack bị đau không thể chạy nhanh như lúc trước đây anh từng chạy. Và bác của Jack bắt đầu anh ấy